mọi người, thì hôm nay video này mình muốn ngồi nói chuyện với mọi người thôi. Thì tại vì trong cái lúc dịch cúm này mình không có làm neo được, thì thôi thì mình lên mình chia sẻ kinh nghiệm và nói chuyện cho nhau. Thì các bạn biết rồi đó, trong cái mùa dịch này chúng ta không được mở cửa, và dù có mở cửa thì chúng ta đi làm rất là sợ, tại vì con virus này hiện tại vẫn chưa có thuốc chữa, và nếu mà chúng ta đi làm thì rất là sợ các bạn. Và các bạn biết không, mình đăng nhiều video về cách làm neo lắm rồi, thì hôm nay mình muốn lên để ngồi nói chuyện thôi. Thì video trước mình cũng đã nói về cái tấm chắn trước mặt cho chúng ta làm neo đó. Thì video đó là nên mua hay không mua tấm chắn đó thì mình cũng đã nói rồi. Thì hôm nay mình chỉ lên nói chuyện, chia sẻ với các bạn về cái vấn đề làm neo thôi. Thì bạn nào, có nhiều bạn hỏi mình là bây giờ liên lạc với mình bằng cách nào, thì các bạn có thể liên lạc với mình bằng cách là comment bên dưới số điện thoại của các bạn, hoặc là các bạn nào có coi những video trước và bên dưới đó thì mình có ghi số điện thoại của mình đó, thì các bạn cứ nhắn tin cho mình. Và các bạn có thể liên lạc trên Facebook với mình hoặc là Zalo, thì tùy theo các bạn cái nào thuận tiện các bạn thì các bạn có thể liên lạc với mình. Và nếu mà các bạn muốn dùng số điện thoại để liên lạc với mình đó, thì các bạn nên nhắn tin mình trước đi, rồi mình sẽ trả lời với các bạn. Các bạn đừng có gọi mình, tại vì có rất là nhiều số lạ gọi mình để quảng cáo thì mình không có bắt máy. Cho nên các bạn có thể nhắn tin cho mình bên dưới cái số điện thoại bên dưới, các bạn thấy nhắn tin là bạn tên gì và bạn đã coi video của mình như thế nào, thì bạn có câu hỏi nào thì các bạn có thể hỏi mình, chứ gọi mình thì mình không có bắt máy. Thì mình cũng xin lỗi với các bạn luôn, tại vì rất là nhiều số điện thoại lạ để gọi mình. Có nhiều bạn kêu mình là nên làm video về sơn sờ lát, nên làm video gì deep. Thật sự là có nhiều ý kiến lắm, nhiều người bạn muốn mình làm cái này, muốn mình làm cái kia, nhưng mà mình không làm kịp các bạn, tại vì nhiều bạn đòi hỏi và yêu cầu mình quá thì mình không làm kịp. Thì xin lỗi các bạn nha, thì các bạn mong các bạn thông cảm cho mình, thì mình sẽ cố gắng hết sức để mình chia sẻ những cái video mà mình làm được thì mình sẽ chia sẻ với các bạn hết. Còn mà bạn nào mà muốn hiểu thêm về cái gì đó, hoặc là các bạn chưa hiểu về vấn đề gì đó, thì các bạn có thể liên lạc với mình. Chứ thật sự là trên một cái video mình làm ra thì nó rất là nhiều, tức là mình đã quay rồi nhưng mà mình không thể đăng lên được. Mình quay rồi mình phải bỏ đi cái tiếng hỗn tạp bên ngoài đi, tại vì các bạn biết rồi, trong tiệm nail mà rất là ồn ào đấy. Thì mình bỏ đi những tiếng ồn đó để mình ngồi mình ghi âm lại, cho nên làm ra một cái video nó tốn rất là nhiều thời gian các bạn. Ngoài ra mình phải quay xong, mình phải chỉnh sửa đặng cho những cái âm thanh hỗn tạp đó xóa đi, và mình phải ghi âm lại những cái gì mà mình làm trong cái video đó, và những cái kinh nghiệm trong cái video đó để mình chia sẻ lại. Cho nên nhiều bạn nghĩ là làm cái video này rất là dễ, quay xong bỏ lên thôi, nhưng mà thật sự là cũng hơi mệt đấy các bạn. Các bạn cứ tưởng tượng đi, mình quay xong mình phải ngồi nói chuyện, mình ngồi ghi âm lại, vừa xem video vừa ghi âm lại và chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình trong vòng mười mấy phút đó, nói liên tục, thì các bạn nghĩ rất là mệt. Có những video ngắn thì mình không nói, 5-10 phút thì không có quá nhiều, nhưng mà đối với những video mà 15-20 phút thì thật sự là ngồi nói liên tục thì cũng mệt đó các bạn. Nhiều bạn nghĩ là làm video về neo này thì nó đơn giản lắm, quay xong bỏ lên, thì thật sự là cũng đơn giản thiệt, nhưng mà làm đi rồi chúng ta mới biết. Có nhiều bạn hỏi mình là tại sao cái kinh nghiệm mà mình làm á thì vẫn còn xấu hay vẫn còn chưa hoàn chỉnh, và tại sao dám làm những cái video để chia sẻ trên YouTube. Thật sự là những cái video mà mình làm cho các bạn xem đó, đó là những cái tai của khách hết, tai thật của khách hết. Mình làm xong mình chia sẻ những cái kinh nghiệm nào mà mình đã làm được rồi. Còn nếu mà bạn nào mà giỏi hơn mình thì các bạn có thể làm những cái video để chia sẻ cho nhiều bạn cùng biết, chứ đâu có vấn đề gì đâu các bạn. Thì mình tay nghề mình như vậy thôi. Thì các bạn thích coi hay không coi là tùy của mỗi người thôi. Mình đâu bắt mọi người coi đâu mà phải ngồi đó comment chửi mình chứ, hoặc là nói xấu mình. Thì vấn đề đó mình không quan tâm, nhưng mà
thật sự mình cũng nói luôn là những cái video mà mình chia sẻ lên cho mọi người á, thì đó là những cái kinh nghiệm mà đã từng làm thợ và đang làm chủ và đã làm chủ trong mười mấy năm rồi, thì mình muốn chia sẻ thật lòng với các bạn về vấn đề này. Còn những cái bạn nào mà mới vào nghề hoặc là những bạn nào đã từng làm thợ rồi mà muốn mua tiệm hoặc là muốn sang tiệm gì đó hoặc là muốn mở một cái tiệm mới gì đó, thì các bạn muốn có những cái ý kiến hay những cái câu hỏi gì á, các bạn cứ liên lạc với mình sẽ chia sẻ thật lòng với các bạn về những cái vấn đề mà kinh nghiệm mở tiệm nail hoặc là kinh nghiệm mua tiệm nail. Thì mình cũng đã mua nhiều tiệm và cũng mở nhiều tiệm rồi, thì cũng nói chung là cũng thành công đấy, cho nên mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái thắc mắc và những cái câu hỏi mà trước khi mà các bạn mua tiệm nail, thì những điều gì quan trọng. Thật chắc là nhiều người đã mua tiệm rồi thì mình không nói, nhưng mà những người mà mới bước vào nghề để chập chững để làm chủ và mua một tiệm nail để làm chủ, tự làm chủ, thì nó khác các bạn. Các bạn làm thợ nó khác và các bạn làm chủ nó khác. Chủ thì chúng ta phải đối phó và trải qua rất là nhiều thứ, cho nên các bạn cần phải có được những kinh nghiệm đó và để chúng ta tự làm chủ và chúng ta có thể kiếm được nhiều hơn. Thì về cái kinh nghiệm đó thì chắc lẽ trong những video kế tiếp thì mình cũng chia sẻ với mọi người luôn về những cái kinh nghiệm mà chúng ta mua tiệm nail và những kinh nghiệm mà mở tiệm nail hoặc là những cái kinh nghiệm mà bán tiệm nail đấy. Thì mình sẽ chia sẻ thật lòng với mọi người về những kinh nghiệm đó luôn, thì những kinh nghiệm đó mình đã từng trải qua và mình đã làm được, cho nên mình muốn chia sẻ với mọi người về. Còn về cái cách mà làm nail thì mình cũng chia sẻ thường trên mạng cho các bạn, mình vẫn chia sẻ thường liên tục. Hôm nay mình lái xe vừa lái vừa nói chuyện vừa tâm sự với mọi người thì cái camera mình nó hơi lắc tí, mong là các bạn thông cảm nha. Hôm nay thì mình đã làm được cái video đến một tập 192 rồi. Tại vì sao mình phải ghi cái số thứ tự các bạn? Số thứ tự gì để các bạn biết là các bạn đã xem được tới những video nào rồi. Mặc dù là những cái video mà mình đăng lên á, nó không có liên hệ với nhau, tức là các bạn từng bước để các bạn làm nó không có liên hệ với nhau, nó khác đi, nó không có liên hệ. Thì các bạn có thể xem những cái video mà mình bỏ lên từng bước thì nó nằm những vị trí khác nhau, cho nên cũng hơi khó cho các bạn. Tại vì những cái ý tưởng và những cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ thì mình coi những cái video mà mình quay được thì mình chia sẻ luôn đó, cho nên nó nằm khác với nhau, vị trí khác với nhau, mong là các bạn thông cảm nha. Thì mình sẽ cố gắng làm thật là nhiều cái video và chia sẻ thật tình tất cả những cái kinh nghiệm của bản thân mình để gửi đến mọi người. Và mong là những người mà tay nghề mới chập chững bước vào nghề hoặc là những người mà mới vào nghề rồi có những cái thắc mắc nào đó, mong là các bạn sẽ xem được những cái video của mình và có thể giải đáp được những cái thắc mắc của các bạn, là đó là một cái niềm vui của bản thân mình rồi. Thì mình chia sẻ lên chỉ mục đích là chia sẻ và các bạn có được những kinh nghiệm đó là mình thật sự rất là vui. Ok, thì video ngày hôm nay mình chỉ chia sẻ đến đây thôi, mong là mọi người sẽ thích video của mình nha. Nếu thích thì các bạn đừng quên là ấn like bên dưới và đăng ký kênh của mình để có được những cái video mà mới nhất mình bỏ lên, thì YouTube sẽ thông báo cho các bạn là mình có video mới bỏ lên. Thì các bạn cứ ấn vào đăng ký bên dưới, thì sau khi các bạn đăng ký thì những video mới mà mình bỏ lên thì YouTube sẽ gửi thông tin và báo cho các bạn biết. Ok, thì trong mùa dịch này mình chúc các bạn là có thật nhiều sức khỏe nha, và nhiều niềm vui bên gia đình của mình trong cái khoảng thời gian chúng ta có rất là nhiều thời gian hiện tại bây giờ. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé. Bye bye.